Hello, xin chào mọi người. Hiện nay Dung đi rước đứa con gái lớn của Dung nha. Đây là cái trường chỗ nó học nè. Đây là cái chỗ này là cái chỗ ăn uống nè. Vậy này là cái chỗ ăn uống. Đây đây. Đây. Đây nó làm bằng cái phòng kiến. Rồi giờ này thì nó đóng cửa hết rồi. Đang quay vô phòng kiến, đây là cái chỗ mà nó ăn uống như thế này nè. Này nhìn vô cho thấy quá. Nó cái phòng nó bằng kiến vậy đó. Đi bàn ăn nè. Nó người ta để ghế gì đó cho tụi nó ngồi ăn đó. Đang trong cái phòng kiến vậy đó. Cái này quên gì chắc không thấy. Không thấy đựng gì hai trong đây. Nó gì đó. Nó người ta để bàn ghế như cho tụi nó ngồi ăn. Cái này ta đóng cửa vào trong cái phòng kiến nên nhưng quay không có được rõ lắm. Còn ngay chăng cái chỗ này là cái chỗ để nó chơi nè. Chân đây. Đây là cái chỗ này là để cho người ta ngồi. Cái chỗ này là chỗ đánh bên vàng. Chỗ này là chỗ để cho tụi nó ngồi. Còn nguyên cái nhà này đó là cái nhà để cho tụi nó học thể thao á. Là nguyên cái khu vực này. Còn cái chân chỗ này á là cho tụi nó cũng học thể dục rồi chơi luôn. Đây. Còn đây là cái chỗ này. Nó cũng là cái chỗ để cho tụi nó ngồi. Còn nguyên cái dãy bên đây á là nó có 5 tầng. Nó có 5 tầng đó là để cho tụi nó học đó. Ở đây nè, nguyên cái dãy này là cái dãy trường của nó 5 tầng là để cho tụi nó học nè. Đây là cái cửa đi lên nó gì đó. Còn ở dưới đây là cái bãi đậu xe, cái dốc đi lên được cái bãi đậu xe. Đấy, Dung xuống đây quay cái trường này ở trên đây như là nó cao như là ở trên cái núi vậy đó. Rồi bên đây của nó là cái nhà kho. Ở đây có thể nhìn xuống ở trên cao này, nhìn xuống dưới. Nhìn xuống. Nhìn xuống đây. Ồ nhà dưới. Nó nhìn nó vậy đó. Còn ở đây là cái bãi đậu xe. Dân cái chỗ này là chỗ nó học đó. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại ở mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.